ở vòng đấu dành cho 32 tay cờ xuất sắc nhất, giải Bira Carom 3 băng thế giới đang diễn ra tại Las Vegas, Mỹ. Tay cờ trẻ Bảo Phương Vinh hạng 86 thế giới đã có trận thắng xuất sắc trước tay cờ số 1 thế giới Dick Jasper trong trận đấu diễn ra vào sáng nay 3 tháng 3 giờ Việt Nam. Bắt đầu trận đấu, Jasper đã khởi động quá nhanh để dẫn trước 16-3 chỉ sau 2 lượt cờ. Dù vậy, Bảo Phương Vinh vẫn rất kiên trì bám đuổi trước Jasper. Khi tỷ số đang là 32-25 ở trận lượt cờ thứ 15, tay cờ Việt Nam đã liên tiếp có những điểm quan trọng để rồi giành chiến thắng với tỷ số 40-36 sau lượt cờ thứ 18. Với kết quả này, Bảo Phương Vinh đã thắp lên hy vọng đi tiếp của mình tại đấu trường World Cup PA thế giới. Việc anh cần làm tiếp tục có kết quả tốt ở trận đấu cuối cùng của vòng bảng với tay cờ Solomons hạng 31 thế giới. Hãy cho chúng tôi một like và share video đến nhiều người nhé. Bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và bật chuông để đón xem những video mới nhất. Còn bây giờ, mời các bạn dành ít phút để xem tiếp những đường cơ xuất thần của Phương Vinh.